vị lai hiện tại đức phật và các đệ tử chưa đến không trụ cũng bất khả đắc nếu bất khả đắc thì chẳng phải chấp thủ tướng cảnh nếu chấp thủ tướng ấy rồi phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng thì liền rơi vào cảnh điên đảo nếu có sự thất niệm mà chấp thủ tướng thì nên biết chẳng phải là sự tùy hỷ hồi hướng đúng đắn phải không chấp thủ tướng không có sự phân biệt mới gọi là sự tùy hỷ hồi hướng đúng đắn vì vậy chúng đại bồ tát nên học phương tiện thiện xảo của bát nhã bà làm mật đa. Nhờ năng lực của phương tiện thiện xảo này mới có thể chân tránh phát sanh sự tùy hỷ hồi hướng. Nếu Đại Bồ Tát muốn học phương tiện thiện xảo như vậy, phải thường lắng nghe thọ trì đọc tụng bát nhã ba làm bạt đa, sao cho thông suốt hoàn toàn tư duy đúng lý. Riêng thưa hỏi thầy nghĩa lý thâm sâu, vì sao? Vì nếu chẳng nương vào bát nhã ba làm bạt đa sâu xa, thì quyết chẳng thể đắc phương tiện thiện xảo. Nếu không có phương tiện thiện xảo này, mà có thể phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng chân tránh thì không có sự việc ấy. Vì sao? Vì đối với các công đức vân vân của chư Phật và các chúng đệ tử quá khứ mà chấp lấy tướng phân biệt rồi tùy hỷ hồi hướng, thì chư Phật Thế Tôn đều chẳng tùy hỷ. Vì vậy chúng Đại Bồ Tát muốn chân tránh phát khởi tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đối với công đức căn lành của chư Phật và các đệ tử thì không nên ở đó, mà thấy có sở đắc và chấp lấy tướng phân biệt mà tùy hỷ hồi hướng. Nếu ở trong đó mà khởi lên có sở đắc và chấp lấy tướng phân biệt rồi tùy hỷ hồi hướng thì Đức Phật nói việc đó chẳng có ý nghĩa và không lợi ích gì cả. Vì sao? Vì tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy là vọng tưởng phân biệt, gọi là xen lẫn chất độc như thức ăn nước uống với đầy đủ màu sắc mỹ vị thơm ngon hào hạng nhưng lẫn chất độc người ngu trí cạn lại ham ăn uống nên nuốt vào ban đầu tuy có thích thú vui mừng vừa ý nhưng sau khi thức ăn tiêu hóa phải chuốc lấy các khổ hoặc đến chết hoặc gần mất mạng cũng như vậy có một người hoàn toàn không giỏi thọ trì, chẳng giỏi quan sát về cô văn nghĩa lý của bát nhã bà làm mật đa sâu xa, chẳng giỏi đọc tụng, chẳng giỏi thông suốt nghĩa lý sâu xa, nhưng đại bảo người có chủng tánh đại thừa. Thiện nam tử hãy đến đây, ông đối với giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn trong quá khứ vị la hiện tại và vô lượng vô biên công đức, hoặc đệ tử Phật ở chỗ chư Phật gieo trồng các căn lành, hoặc Đức Phật Thế Tôn đã thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cho các Bồ Tát và các Bồ Tát ấy đã gieo trồng căn lành, hoặc Đức Phật Thế Tôn đã thọ ký cho thành phần độc giác loài hữu tình kia đã gieo trồng căn lành, hoặc các trời người Atula vân vân ở chỗ chư Phật đã gieo trồng căn lành cho đến khi chánh pháp chưa diệt tận hoặc các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân đã gieo trồng căn lành, và đã có sự thành tựu công đức do phát sanh căn lành tùy hỷ hồi hướng như vậy tập hợp tất cả cân đường và hiện tiền tùy hỷ ban cho các hữu tình một cách bình đẳng rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề sự tùy hỷ hồi hướng như đã nói này lấy có sở đắc và chấp lấy tướng phân biệt làm phương tiện thế như đồ ăn thức uống của thế gian có lẫn chất độc nên trước ngon sau hại đây chẳng phải sự tùy hỷ hồi hướng hoàn hảo. Vì sao? Vì lấy có sở đắc và chấp thủ tướng phân biệt mà làm phương tiện. Phát khỏi tâm tùy hỷ hồi hướng là đèo lẫn chất độc. Những người thuộc trụng tánh Bồ Tát không nên tùy theo những điều đã nói trên mà tu học.